Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Chào VN, và hiện tại thì mình đang có ở đây là chiếc chiếc LG Zephyrus G16/2023. Một chiếc máy đang nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ nhà Asus, và ở thời điểm hiện tại nó là một trong hai sản phẩm đến từ lineup năm 2023 mà mình đang mong chờ nhất từ dòng LG Zephyrus. Đi kèm với chiếc máy này thì nó sẽ có một cái phiên bản là M16 nữa, nhưng mà chắc là trong tương lai thì chương trình Chào VN sẽ về hàng. Còn ở thời điểm hiện tại thì mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái trải nghiệm mà mình đã có trên chiếc LG Zephyrus G16/2023. Còn bây giờ hãy bắt đầu video một lần nhé. Cái đầu tiên đó chính là về phần thiết kế của nó, thì đây là một trong số những cái chiếc máy có thiết kế nó rất là mỏng nhẹ và đẹp đẽ luôn. Có thể nói trong giới laptop gaming thì chúng ta đang nhìn thấy những cái thiết kế như thế này ở những chiếc laptop dành cho creator là chính, chứ không phải là những chiếc laptop gaming. Nó sở hữu cho mình một cái sự tinh tế cũng như là có cho mình một cái chất gì đó của những dân anh em gamer. Đúng là như vậy luôn. Ở cái phần mặt sau của nó thì thực ra mà nói thì với những cái phiên bản G16 này nó sẽ bị cắt giảm một chút ở phần mặt A, khi mà chúng ta sẽ không có cái phần giải đèn anime LED hay là cái phần anime matrix để chúng ta có thể tùy biến và cũng như là có cho mình một cái độ nhận diện cao hơn. Tuy nhiên thì với những cái phiên bản mặt A nó được làm trơn và cũng như là có cho mình một cái họa tiết đơn giản như thế này thì nó là một cái gì đó nó rất là thương hiệu từ nhà Zephyrus rồi. Kèm với đó chúng ta có cho mình cái phần logo bên dưới góc bên phải thì nó sẽ có chữ Republic of Gamer ST2006. Đấy, thì chúng ta có cái gần như là certificate và cũng như là logo chính của chiếc máy này. Ngoài ra thì cái phần gia công của cái phần mặt A này thì nó cũng được làm bằng nhựa nha anh em. Nó là nhựa chứ không phải là bằng kim loại đâu. Ban đầu mình sờ vào thì mình tưởng là kim loại đấy, nhưng mà thực chất đây không phải là kim loại. Bởi vì mình đã có một cục nam châm ở đây và mình đã test thử rồi, nó không hề có cái độ bám dính gì cả. Và thực chất với một cái thiết kế như thế này thì mình phải đánh giá nhiều hơn ở trong những cái phần test hiệu năng, bởi vì nó sẽ cho ra cái phần trải nghiệm hiệu năng và cũng như là nhiệt độ như thế nào đã. Nói chung thì đây là một cái sản phẩm nó rất là đẹp, tinh tế, và nói chung là nó có một cái sự trung tính vừa phải, ta có thể trung hòa giữa những người dùng cơ bản lẫn những người dùng là gamer. Đấy, tiếp theo chúng ta có thể nói đến ở phần thiết kế này, đó chính là về phần bản lề. Như anh em có thể nhìn thấy thì tất cả những cái mẫu laptop trong năm 2023 đều có cơ chế mở gập bằng một tay cực kỳ mượt mà luôn. Và với cả chiếc LG Zephyrus G16 này, nó còn có một cái cơ chế rất là hay, đó chính là bản lề Ergolift đã được bê nguyên lên trên cái phần máy này rồi. Như anh em có thể nhìn thấy thì khi mà chúng ta mở máy ra này thì cái phần đuôi của chiếc máy này, phần đuôi của phần mặt A, nó sẽ có một cái cơ chế là sẽ nâng phần bàn phím lên một chút để chúng ta có cho mình một cái trải nghiệm bấm và cũng như là thao tác trên phần bàn phím này nó tốt hơn. Và phần bản lề này thực sự rất là tốt đấy anh em nhé. Nó đã có cho mình một cái phần thay đổi nó khá là hay, đó chính là việc mà chúng ta sẽ có cho mình cái phần bàn phím được đưa xuống dưới một chút. Như anh em có thể nhìn thấy thì gần như là chúng ta đã bị ẩn luôn cái phần cằm dưới của chiếc màn hình này rồi, và nó đã khiến cho cái chiếc máy của chúng ta nó được thon gọn hơn rất là nhiều, và nó khiến cho những cái trải nghiệm liên quan đến thị giác của chúng ta được tốt hơn. Thực sự là như vậy luôn. Còn chúng ta cùng chuyển vào bên trong đi. Tiện năng nói đến cái phần bên trong, chúng ta có thể nói đến cái phần màn hình của nó. Thì đây là một phần màn hình có cho mình tấm nền IPS LCD và kèm theo đó là độ phân giải rất cao lên tới là 2.5K. Đây là một phần màn hình thực sự rất là đẹp luôn anh em ạ. Một phần màn hình 16 inch theo tỷ lệ khung hình là 16:10. Đây là một màn hình nhám này, có tần số quét lên tới là 240Hz và độ phủ màu lên tới là 100% DCI-P3. Có MagSwitch NVIDIA Advanced Optimus và Dolby Vision HDR. Ngoài ra cũng chắc chắn là sẽ có G-Sync và Pantone Validation. Nghĩa là chúng ta đang có cho mình một phần màn hình thiên hướng nhiều hơn liên quan đến những cái anh em nào mà làm những cái tác vụ liên quan đến media. Cụ thể ở đây là những cái tác vụ liên quan đến AI, Photoshop hay là những cái tác vụ liên quan đến cân màu màn hình ý. Thì đây sẽ là một màn hình nó phù hợp hơn. Thực tế ra mà nói thì đây là một màn hình hỗ trợ rất tốt cho khả năng chơi game nhé. Bởi vì chúng ta có G-Sync này, chúng ta có MagSwitch này, và chúng ta có thêm cả những cái công nghệ khác. Ví dụ như là tần số quét cao lên tới là 240Hz. Nhưng mà mình thấy đây là một cái phần màn hình có Pantone này, có DCI-P3 lên tới là 100% này, và chắc chắn rồi là có thêm những cái công nghệ khác để có thể hỗ trợ. Ví dụ như là Dolby Vision HDR thì chắc chắn là anh em sẽ chỉnh màu trên phần màn hình này cực kỳ tốt luôn. Độ sai lệch màu gần như là có thể là dưới 2 để cho anh em có thể thực hiện cái tác vụ đó một cách cực kỳ chính xác. Và thực tế những cái trải nghiệm mà mình đã có trên phần màn hình này, nó đều cho ra một cái mức trải nghiệm thực sự rất là ok. Với màn hình như này thì chắc chắn rồi nó sẽ cho ra độ chi tiết cực kỳ tốt, và kèm theo đó là cái độ phủ màu cực kỳ cao như thế này thì kể cả là anh em ở trong game như nào thì nó cũng sẽ đáp ứng được rất là tốt về những cái trải nghiệm màu sắc của anh em luôn. Tuy nhiên cũng phải phê bình một chút liên quan đến những chiếc LG Zephyrus, bởi vì chúng ta đang ở năm 2023 rồi, và đây lại là một chiếc máy cũng gọi là cao cấp đến từ nhà Asus nữa, nhưng mà mình không hiểu vì sao một cái lý do gì đó mà đã khiến cho Asus phải trang bị cho chúng ta một cái phần webcam chỉ có độ phân giải là 720p mà thôi. Kèm với đó sẽ là chính là hai mic để có thể hỗ trợ là khử noise và cũng như là có cho mình một chất lượng âm thanh tốt. Thì
cái mic thì ngon nhưng mà thực ra là cái phần camera này mình thấy là hơi cùi so với các hãng khác còn lại. Những cái mẫu laptop văn phòng ở thời điểm hiện tại chúng ta đã có độ phân giải lên tới là 1440p hay thậm chí là 1080p là gọi là tiêu chuẩn rồi. Nhưng mà chúng ta ở trên chiếc máy chỉ có độ phân giải là 720p mà thôi, thực sự rất là nó hơi bị hụt hẫng một chút. Và cái phần hụt hẫng đấy nó chưa dừng lại khi mà chúng ta phải nhìn xuống với phần bàn phím. Thì thực tế mà nói thì đây là một layout phần bàn phím nó rất là quen thuộc từ những cái chiếc ROG Zephyrus rồi, mình không cần nói quá nhiều. Hành trình phím rất là ok và thực tế mà nói thì những cái trải nghiệm bấm của mình trên phần bàn phím này không có gì chê cả. Nhưng mà đây là một chiếc laptop 16 inch chứ không phải là một chiếc laptop 15.6 inch hay là 13 inch hay là 14 inch gì cả. Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ có cho mình một phần bàn phím rút gọn mà thôi. Mình phải công nhận là ok, phần bàn phím này nó cho ra trải nghiệm bấm nó rất là tốt đấy, bố trí phím các thứ đều rất là hợp lý rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ có một phần bàn phím rút gọn mà thôi anh em ạ. Thế là mình thấy nó hơi bị hụt hẫng một chút ở phần này nữa. Bởi vì chúng ta sẽ không thể nào mà có cái thao tác nhập phím số các thứ nó nhanh được, mà chúng ta phần phải so từng cái phần phím ở ngay trên này. Và mình biết là chắc chắn ở trong này không phải là anh em nào cũng quen bấm những cái phần phím số ở trên này để nhập password đúng không nào. Cho nên là đây cũng là một cái điều cần phải phê bình. Còn ở phần bên dưới chúng ta lại có cho mình một cái phần touchpad. Và mình cũng phải khẳng định luôn là đây là một phần touchpad ok. Tuy là cái trải nghiệm của nó vuốt nó hơi bị rít tay một chút, nhưng mà đây là một phần touchpad phủ kính cao cấp để chúng ta có thể sử dụng những cái thao tác liên quan đến tracking cực kỳ chuẩn xác luôn. Và nó cũng có cho mình một cái kích thước vừa đủ cho anh em có thể có những cái thao tác tay, nó không bị đứt đoạn, nó rất là liền mạch. Và thực tế nó cho ra một cái trải nghiệm rất là ok nha anh em. Bây giờ thì mình muốn nói thêm về cái phần cổng kết nối ngoại vi của nó. Ở phần cổng kết nối ngoại vi của chiếc ROG Zephyrus G16 chúng ta đã được phân đều ra hai bên và nó sẽ được nhường chỗ cho hai cái phần quạt hút nhiệt ở hai bên như thế này. Kèm theo đó là cái phần quạt tản nhiệt ở bên sau thì nó cũng sẽ không có bố trí cổng ở phần đằng sau để chúng ta có cho mình một cái phần quạt thoát nhiệt ở đây. Ở đây chúng ta cần phải nói đến ở bên phần bên trái đi, chúng ta sẽ có một cổng sạc này, một cổng HDMI này, kèm theo đó là một cổng mạng LAN, một cổng USB Type A và chắc chắn rồi hai cổng USB Thunderbolt Type C để chúng ta có thể hỗ trợ truyền file cũng như là kết nối với những cái thiết bị ngoại vi. Chắc chắn rồi cũng sẽ có một cổng để có thể kết nối với cả 3.5mm, đó chính là cổng mic và jack tai nghe. Còn ở phần bên phải chúng ta lại có cho mình đó chính là một cổng USB Type A nữa và chắc chắn rồi sẽ có một cổng đầu đọc thẻ nhớ microSD. Ở trên này chúng ta lại có thể tìm thấy đó chính là một cái khóa Kensington. Thực tế là mà nói thì mình thấy mình giới thiệu cái cổng này rất là nhiều nhưng mà chả thấy anh em nào dùng cả đi ạ. Thôi chắc là cũng để cho có mà. Đấy. Còn về cái khả năng kết nối không dây của nó thì nó sẽ có cho mình đó chính là Wi-Fi 6E này và kèm theo đó là Bluetooth 5.2. Đều có những cái chuẩn kết nối rất là ổn ở thời điểm hiện tại rồi, đảm bảo cho anh em được cái trải nghiệm liên quan đến kết nối một cách rất là ok. Tuy nhiên cái tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá một chiếc laptop gaming nó đến từ cái phần cấu hình của nó. Khi mà chúng ta lại có con Intel Core i9-13900H kèm với đó là 14 nhân và 20 luồng xung nhịp lên tới là 5.4GHz, RAM 16GB DDR4+3200 onboard, có thêm một khe có thể lắp thêm RAM trong tương lai và anh em có thể lắp tối đa lên tới là 48GB RAM. Và nếu mà chúng ta đã có hai thanh onboard rồi và có một thanh lắp thì anh em phải lắp thêm một thanh 32GB nữa để có thể tối ưu về cái phần hiệu năng RAM của nó. Chúng ta cũng sẽ có một cái phần ổ cứng SSD 1T và kèm theo đó là cả đồ họa RTX 4060. Và trước khi vào cái phần bài test ngày hôm nay thì mình phải nhấn mạnh cho anh em rằng là với cái con RTX 4060 trên chiếc máy này nó sẽ bị giới hạn điện năng nha anh em. Với những cái dòng RTX 4060 trước mà mình có test ý, thì nó có thể đạt đến cái mức tối đa là khoảng 140W điện. Tuy nhiên thì với những cái dòng ROG Zephyrus thì nó là những cái dòng laptop mình nghĩ là thiên hướng là có cho mình những cái trải nghiệm mà cũng như là mức tối ưu điện năng dành cho những creator. Nghĩa là nó sẽ cần một mức điện năng nó ổn định hơn thay vì nó bắp bổ và nó boost lên thật cao và nó bị throttling đi. Cho nên là mình nghĩ đây là một cái mức tuôn hiệu năng nó hợp lý rồi. Và cái con RTX 4060 trên chiếc máy này sẽ đạt max TDP là khoảng 120W điện nha anh em. Còn bây giờ hãy đi vào phần bài test ngày hôm nay. Như các bạn có thể nhìn thấy thì đây là bài test Fermax trên chiếc ROG Zephyrus G16. Thì hiện tại chúng ta đã có cho mình mức tiêu thụ điện năng ở con GPU đã đạt max rồi. Trên chiếc máy này chúng ta đã chỉ tiêu tốn đâu đó sẽ là khoảng 120W điện và thôi, và kèm theo đó là cái mức nhiệt độ đạt ngưỡng là khoảng trên 80 độ C. Cụ thể ở đây là khoảng mức 81 đến 82 độ C. Chúng ta cũng sẽ có cho mình đó chính là cái nhiệt độ CPU đạt ngưỡng là 70 độ C và kèm theo đó là mức tiêu thụ điện năng ở mức là khoảng 12 đến 15W điện. Và chắc chắn rồi, cái mức FPS cho ra của nó cũng khá là cao, lên tới là khoảng 120FPS. Và cái điểm đặc biệt với trên chiếc ROG Zephyrus này đó chính là việc với cái việc là con RTX 4060 nó sẽ không đạt cái mức max TDP là khoảng 140W điện, cho nên nó sẽ có cho mình cái mức duy trì hiệu năng cực kỳ tốt luôn. Anh em có thể nhìn thấy là cái phần biểu đồ bên dưới của nó thực sự rất là ổn định và không có hiện tượng thoát linh mạnh ở diễn ra bất cứ thời điểm nào trong phần bài test này cả.
và nó đã khiến cho mình có cho mình một cái trải nghiệm hiệu năng thực sự rất là ổn định luôn. Tiếp theo là với Wattex Cinebench R63, thì với chiếc ALG Zephyrus G16 chúng ta đang có trong mình đó chính là con i9-13900H. Đây không phải là một con chip dòng HX, cái dòng chip có hiệu năng cao nhất và có trong mình lên tới là 16 nhân và 32 luồng, mà chúng ta sẽ chỉ có ở đây đó chính là 14 nhân và 20 luồng thôi. Bằng chứng ở đây đó chính là việc mà đây là một chiếc máy có một cái mức hiệu năng tốt, đó chính là việc mà chúng ta vẫn có mức điểm đơn nhân ở mức là 2.000 điểm và kèm theo đó là mức điểm đa nhân ở mức là 17.794 điểm. Cho nên là anh em không phải lo về cái việc là con chip HX đã có chip HX đâu. Với những con chip HX thì chắc chắn hiệu năng của nó cao hơn rồi, nhưng mà mức nhiệt độ của nó cho ra cũng rất là cao. Cho nên là chúng ta sẽ chỉ sử dụng những con chip dòng H thôi để có thể tối ưu hiệu năng và cũng cùng với đó là cho ra mức hiệu năng cũng rất là tốt nữa. Và thực sự trên chiếc Zephyrus này thì nó cũng không ngán bất cứ những cái tác vụ liên quan đến đồ họa nào, từ AI, Photoshop hay thậm chí là cả những cái app 3D nặng nhất ở thời điểm hiện tại thì nó cũng hoàn toàn có thể cân được anh em nhé. Ở tựa game Valorant thì hiện tại mình đang setting đồ họa ở mức cao nhất, kèm với đó là độ phân giải là 2.5K. Chúng ta sẽ tiêu tốn đâu đó rơi khoảng tầm 61 đến khoảng 65W điện ở con RTX 4060, kèm theo đó là mức nhiệt độ khoảng tầm 68 đến khoảng 70 độ C. Chúng ta sẽ có mức FPS đạt ngưỡng là khoảng 250 FPS, có thể cao hơn lên tới khoảng là gần 300 FPS cơ. Thậm chí là ở con CPU chúng ta cũng sẽ tiêu tốn đâu đó rơi khoảng tầm 73 độ C và mức nhiệt độ của con CPU thì hơi cao, đâu đó rơi khoảng tầm 85 đến 86 độ C. Đây là cái mức nhiệt độ mà mình thấy là chưa lý tưởng lắm trên tựa game này, nhưng mà thực tế trải nghiệm trên tựa game này thực sự không có gì để mà bàn cả, thực sự rất mừng mà. Như anh em có thể nhìn thấy thì đây là tựa game PUBG, một tựa game rất là nặng và mình đã setting đồ họa ở mức cao nhất rồi, cụ thể ở đây là mức setting Ultra và độ phân giải là 2.5K. Chúng ta cũng sẽ có cho mình một màn hình cực kỳ hợp để chúng ta có thể chiến tựa game này, đó chính là một màn hình 240Hz. Cho nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm về tất cả những cái trải nghiệm của nó cho ra, hiện tại đang rất là mượt mà nha anh em. Chúng ta đã tiêu tốn mức điện năng lên tới là khoảng gần 120W điện và kèm theo đó là mức nhiệt độ khoảng 80 độ C. Ngoài ra thực ra cũng sẽ có mức FPS đây là đạt khoảng gần 90 FPS, cho nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm với tất cả những cái trải nghiệm của nó cho ra luôn nhá. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có cái mức tiêu thụ điện năng ở cái con CPU là khoảng 20W điện và kèm theo đó mức nhiệt độ khoảng 73 độ C. Có thể thấy rõ ràng rằng những dòng ALG Zephyrus thường là những cái dòng laptop hướng tới những cái đối tượng người dùng liên quan đến việc làm content creator hay là làm về những cái vấn đề khác ngoài lề, chứ không phải là những cái vấn đề liên quan đến gaming như thế này. Cho nên là anh em hãy lưu ý cho mình, tại vì cái mức nhiệt độ cho ra của chiếc máy này thực sự nó không phải là một mức nhiệt độ quá là mát mẻ, quá là lý tưởng cho chúng ta có thể chiến game trong thời gian dài. Ok, và đó tất cả những cái trải nghiệm của mình về chiếc ALG Zephyrus G16 2023. Vậy các bạn nghĩ sao? Đây là một sản phẩm đáng mua hay không? Đối với mình thì đây là một cái sản phẩm chưa có quá nhiều cải tiến đến từ nhà ALG. Chúng ta có thể nói đến là nó có rất nhiều điểm yếu. Thứ nhất là về phần webcam đi thì nó là một cái phần webcam 720p mà thôi. Thứ hai nó là chỉ sử dụng cái phần RAM DDR4. Nói chung là cái tốc độ của nó thì không được bằng so với cả DDR5. Nhưng mà cái khả năng nâng cấp của nó trong tương lai lại rất là đáng giá, bởi vì nó sẽ có cho mình cái mức nâng cấp nó rất là rẻ để cho anh em có thể nâng cấp trong tương lai. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải nói đến cái việc là chúng ta sẽ không có dải đèn LED ở bên ngoài này, không có sự bắt mắt, và cũng như là thua thiệt hơn một chút nếu mà chúng ta so sánh với cả những người anh em của nó là những chiếc ALG Zephyrus M16. Tuy nhiên nếu như anh em đang quan tâm tới chiếc Zephyrus G16 này thì mình sẽ để link phụ mô tả phía dưới cho anh em có thể tham khảo thêm nhé. Hiện tại thì đây vẫn là một chiếc laptop creator cực kỳ ngon ở thời điểm hiện tại luôn, một chiếc laptop rất đáng mua với mức giá cực kỳ tốt ở chuchat.vn. Thì bây giờ anh em hãy nhấn vào link bên dưới để dẫn thẳng đến hệ thống cửa hàng chuchat.vn nhé. Hiện tại đã có rất nhiều mặt hàng cũng như là mức giá, bao gồm cả chiếc Zephyrus G16 này nữa, để anh em có thể tham khảo thêm. Còn nếu như anh em thấy thích video này, cho mình chỉ một like, subscribe để ủng hộ chúng mình từ like nha. Mình là A, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.